Quý vị thân mến, trong rất nhiều video clip vừa qua, mình đã giới thiệu đến quý vị rất nhiều những chiếc loa kéo công suất lớn. Chúng thường là những dòng loa kéo 4 tấc thiết kế vỏ gỗ. Nó thường sở hữu một loa bass 40. Tuy vậy, những chiếc loa kéo ấy nó cũng mang đến công suất phát nhạc và chất lượng âm thanh tuyệt vời, đủ để đáp ứng cho quý vị có thể hát karaoke, giải trí ở trong nhà hoặc có thể mang ra ngoài trời để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Quý vị cũng đã từng tham khảo một vài dòng loa kéo 5 tấc, tức là nó có loa bass 50. Chúng được coi là những con khủng long bạo chúa trong làng loa kéo di động. Và trong video clip này, mình tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một con khủng long mới đến từ thương hiệu Temisen. Đó chính là chiếc loa kéo Temisen 215-12, một chiếc loa được coi là ông hoàng trong làng loa kéo trong suốt nhiều năm vừa qua. Nó sở hữu tới hai loa bass 4 tấc, một thiết kế vỏ gỗ hầm hố với trọng lượng lên tới gần 60 kg. Và sau đây quý vị hãy cùng mình thưởng thức và đánh giá chất âm đến từ chiếc loa kéo này. Quý vị có thể thấy ngay bên cạnh của chiếc loa này chính là chiếc JBA Bass 40. Nó được coi là một con khủng long trong làng loa kéo Bass 40. Tuy nhiên, khi đứng cạnh chiếc Temisen 215-12, chiếc loa JBA trở nên lép vế rõ rệt. Quý vị có thể nhìn thấy logo Temisen của hãng, nó được dập nổi ngay trên mặt trước của loa. Một tấm lưới kim loại rất to ở mặt trước được sơn màu nâu. Bên trong của nó là một lớp lưới vải bảo vệ hệ thống của loa bên trong. Âm thanh của nó vô cùng uy lực, cực kỳ ấn tượng. Tiếng bass sâu và chắc. Ở bên dưới quý vị có nhìn thấy hệ thống bánh xe đa chiều với 4 bánh xe rất to. Nó đủ để tải cho chiếc loa này với trọng lượng của nó gần 60 kg. Chiếc loa có thể di chuyển dễ dàng với hệ thống bánh xe này. Và tất nhiên, chiếc loa này không được trang bị tay kéo, đơn giản bởi vì nó có chiều cao quá lý tưởng. Nó cao tới gần một đầu người, thưa quý vị. Loa cho chất âm cân bằng nhờ vào hệ thống loa hai đường tiếng. Quý vị biết tại sao là hai đường tiếng không ạ? Chiếc Temisen GD 215-12 này nó chỉ có hai loa bass 4 tấc và một loa chép, nó không có loa chung. Nói đến đây nhiều quý vị sẽ cho rằng loa kéo cũng rất lớn mà không có loa chung thì âm thanh nó không mạnh, nó không hay. Xin thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Với một chiếc, hai chiếc loa có cùng một mức công suất như nhau thì những dòng loa kéo mà nó không có loa chung nó sẽ mang lại cái âm thanh nó ấm áp, nó mượt mà hơn nhiều so với những dòng loa kéo mà có cả loa chung. Quý vị có thể thấy là âm thanh của nó rất cân bằng. Mặc dù loa chung nhưng âm thanh rất cân bằng, đủ chung, đủ chép, đủ bass. Mình đang chơi nhạc trong một căn phòng rộng chỉ hơn 30 m². Và âm lượng của loa mới chỉ là 15%, thưa quý vị, mới chỉ 15% thôi. Và quý vị đã cảm nhận được nó to như thế nào rồi. Với cái trọng lượng của nó lớn như thế này thì quý vị muốn di chuyển loa, muốn nhấc nó lên cần phải hai người. Một người thì sẽ hơi khó. Nó to như một cái tủ lạnh vậy, thưa quý vị.
chiếc loa có công suất rất lớn, nó phù hợp với quý vị. Những quý vị cần một cái chiếc loa để sử dụng ở ngoài trời, ở những nơi mà yêu cầu cái mức âm thanh nó phải thật hoành tráng. Chẳng hạn như quý vị sử dụng nó trong những hội trại, trong những chương trình tổ chức ngoài trời, hoặc đơn giản quý vị cũng có thể hát karaoke ở nhà với chiếc loa này. Nó mang lại một chất lượng âm thanh và mức công suất không thua kém bất cứ một bộ dàn karaoke chuyên nghiệp nào. Loa cho chất âm rất sạch sẽ, tiếng bass sâu lắng, trung âm của nó rất ngọt ngào. Mặc dù loa phát ra công suất phát nhạc rất lớn, tuy nhiên khi đứng gần loa để nghe nhạc thì mình cảm thấy nó không bị chói tai, không bị đau đầu. Đơn giản bởi vì loa nó có tiếng nhạc rất êm ái. Nếu như quý vị chơi nhạc trên những dòng loa kéo rẻ tiền, quý vị thường thấy là mặc dù thực ra công suất nó không lớn lắm đâu, quý vị bật nhạc khá là nhỏ thôi, nhưng cảm giác nghe nó rất là đau đầu, nhức tai. Tuy nhiên với những dòng loa cao cấp thì không bao giờ có chuyện đấy. Cho dù đứng gần loa, cảm giác nó đánh ngực, tuy nhiên không hề đau đầu, không hề nhức tai. Bass nó đánh rất êm và trầm ấm. Đặc biệt với cái trọng lượng của nó ngoài 50kg, gần 60kg, nó mang lại tiếng bass rất đầm và chắc. Tiếp tục mình sẽ đổi một bản nhạc với cái độ mạnh nó mạnh hơn để quý vị có thể cảm nhận được âm thanh của nó. Mạnh. Ai khóc nỗi đau này. Nó đánh không khác gì động đất thưa quý vị. Và đây, mình xin giới thiệu quý vị. Đây là bộ phụ kiện đi kèm theo loa. Quý vị được trang bị 2 mic kim loại, một điều khiển từ xa, một dây nguồn, một sách hướng dẫn sử dụng và một cái hộp đựng mic. Micro nó được làm từ chất liệu kim loại giống như trên những dòng GD khác. Nó cho cảm giác cầm nóng rất dễ chịu. Đặc biệt, lớp mạ kim loại ánh kim này, nó tạo cho cảm giác sang trọng, cầm vào rất mát tay. Mình sẽ test âm thanh của nó. Quý vị thân mến, quý vị đang nghe âm thanh phát ra từ micro của loa kéo Epiphone GD215-12. Micro nó cho âm thanh rất là mềm mại, ấm áp, đặc biệt là giọng nói nó thể tái hiện rất chân thực, rõ nét. Tiếng vang, tiếng nhạy của nó cũng rất là mềm mượt. Nhìn chung với cái micro này, quý vị sẽ có được cái tiếng hát karaoke rất tuyệt vời, những trải nghiệm không còn gì tốt tuyệt vời hơn với một chiếc loa kéo. Ai khóc nỗi đau này. Chiếc loa kéo Tamiflex GD215-12
đang được phân phối chính hãng tại loa cáo xanh với mức giá 12 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu mua loa hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ một trong hai số điện thoại trên tấm biển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.